Welcome các bạn đã quay trở lại với kênh Yên Bình Cuộc Sống Mỹ hôm nay. Cũng giống như là những lần trước đến với chương trình Kết Nối Yêu Thương hôm nay, Yên Bình mời cả nhà chúng ta cùng nghe chia sẻ tâm sự của những anh chị cô đơn đi tìm người yêu của mình. Và hôm nay Yên Bình cũng nhắc nhở với những anh chị tham gia chương trình rằng khi Uyên Quỳnh cho các anh chị số điện thoại để liên lạc những đối tượng mà mình muốn làm quen trong chương trình thì không nhất thiết là đối tượng mình muốn làm quen họ chấp nhận mình. Tại vì trước đây Uyên Quỳnh á, khi các anh chị tham gia chương trình làm video thì Uyên Quỳnh phải gửi video cho đối phương và đối phương đồng ý thì Uyên Quỳnh mới có thể cho các anh chị số điện thoại. Tuy nhiên như thế thì Uyên Quỳnh thấy tỷ lệ những người đối tượng mà được chọn họ cho số điện thoại cho những người muốn làm quen rất là thấp, và như thế thì bỏ qua rất là nhiều cơ hội để những anh chị muốn làm quen cơ hội nói chuyện trực tiếp xem mình có hợp với đối phương hay không. Vì thế sau này Uyên Quỳnh cho số điện thoại trực tiếp cho hai người nói chuyện với nhau, mong rằng những người sẽ cùng nhau tìm hiểu và sẽ có cơ hội tiến xa hơn. Nhưng mà Uyên Quỳnh xin lưu ý quý vị anh chị tham gia chương trình một điều rằng không phải khi Uyên Quỳnh cho những anh chị số điện thoại của đối phương thì nhất thiết đối phương phải chấp nhận mình. Có những người họ không cảm thấy phù hợp thì họ không trả lời, hoặc là họ không bắt máy, không nghe điện thoại, đó là chuyện bình thường. Còn thí dụ như mình đủ duyên thì họ bắt máy, họ nghe điện thoại, họ thấy phù hợp với họ thì sẽ có cơ hội nhiều hơn để làm quen với nhau. Và Uyên Quỳnh cũng xin nhắc nhở những anh chị tham gia chương trình rằng cần làm một video phỏng vấn nói về lý lịch bản thân mình. Tuy nhiên nội dung là do các anh chị tự suy nghĩ, và Uyên Quỳnh hỏi những câu hỏi thông thường các anh chị tự trả lời theo suy nghĩ và theo hoàn cảnh của mình. Các nội dung Uyên Quỳnh không bắt buộc các anh chị phải nói nội dung gì. Và Uyên Quỳnh xin nhắc nhở các anh chị lưu ý một điều rất là lưu ý là khi tham gia chương trình phải cần suy nghĩ cho thật kỹ là mình cần làm một video phỏng vấn up lên YouTube, và phải suy nghĩ thật kỹ câu đó. Vì khi đã làm video rồi thì sẽ không có thay đổi. Nào mời cả nhà chúng ta cùng đến với chương trình Kết Nối Yêu Thương hôm nay nhé. Rồi em chào anh nha. Dạ. Em rất vui chào đón anh đến với chương trình Kết Nối Yêu Thương hôm nay ha. Dạ. Em xin chào cô Vinh Vinh. Cũng chúc cô và gia đình cô luôn luôn mạnh khỏe, làm ăn gặp nhiều may mắn, và chúc cho kênh cuộc sống của cô càng ngày càng phát triển. Và qua đây cũng cho em xin gửi lời tất cả các anh chị trên cộng đồng mạng một lời chúc sức khỏe. Dạ, yeah, cảm ơn anh ha. Rồi anh có thể giới thiệu về mình ha. Anh xin giới thiệu về anh tên Nguyễn Hữu Đức, hiện sống ở Đắk Nông. Anh sinh năm 1966. Nghề nghiệp của anh thì anh làm rẫy và càng thêm là bên xây dựng. Trồng cà phê á ha? Dạ, trồng cà phê, cao su, cây tiêu. Wow, nhiều dữ vậy đó hả? Rồi anh có thuê người làm không hay là mình anh làm thôi? Dạ, thì bây giờ anh cho người ta mướn làm thôi. Ồ, cho người ta mướn làm. Dạ. Làm một mình cũng cực quá phải không? Thì nói đúng là cũng anh cũng chuyên về bên xây dựng, cho nên anh làm bên kia, còn bên này thì anh để cho người ta. Dạ. Anh làm thầu xây dựng hay là anh làm xây dựng cho người ta không? Anh làm bên xây dựng với người ta thôi. Nói chung là cũng làm công tác với nhau. Rồi anh, tình trạng hôn nhân gia đình anh như thế nào? Tình trạng hôn nhân của anh thì vợ anh đã mất, và hiện là anh hai con trai và một con gái. Hai con trai thì đã có gia đình, và nói chung là nhà cửa và công việc ổn định,
con trai của em thì năm nay mới vào đại học năm hai. Dạ, anh mất hả? Dạ. Và anh mất bao lâu rồi? Bữa anh mất cũng tính ra là 20 mấy năm rồi. Wow, lâu vậy đó hả? Trong thời gian đó anh có quen với cô nào sao? Một thời gian anh có quen một người nhưng mà rồi sau cũng chia tay. Anh rồi anh làm bên xây dựng đó là bao lâu rồi? Anh làm cái gì cũng hơn 1 năm. Anh nghĩ ưu điểm của anh là gì? Ưu điểm của anh thì nói chung là siêng năng, chịu khó và cũng vui vẻ với mọi người. Còn khuyết điểm của anh? Khuyết điểm của anh thì nhanh quên. Ví dụ là cái gì đó là nói trước ngay hôm trước đừng gỡ ra và hôm sau là quên. Rồi có bao quên người yêu không? Ví dụ có người yêu có khi nào bị bỏ quên không? Chắc chắc người yêu là chắc không quên được đó. Anh rồi hiện tại là anh ở nhà là với con anh hả hay là con anh đi làm xa? Con anh thì nó đã đi làm và xây dựng gia đình ở thành phố cả rồi. Là bây giờ ở nhà mình thôi hả? Rồi bây giờ nếu mà anh muốn tìm người bạn cho anh á, anh muốn cô đó phải như thế nào? Anh mong muốn tìm một người bạn đời của anh tuổi từ 40 năm đổ lên, có thể là hơn anh 1-2 tuổi cũng không sao. Nhưng với yêu cái mong muốn của mình thì người đó là chung thủy và vui vẻ, biết kiếm thêm những gì. Rồi thông thường á em thấy những người mà làm mà xây dựng á thì cuối cùng họ hay có nhậu với nhau đó, thì anh có biết nhậu không? Chắc có. Cái đó thì nói chung là anh nhận là cái đó là anh có, nhưng mà anh nhậu thì có nhậu nhưng mà không phải là nhậu, nhưng mà cùng mục đích là để ngồi trao đổi công việc. Một tuần thì có thể là gặp anh hàng để trao đổi công việc, để tiếp cái tuần sau để phân bố công việc, để rồi cho anh em thầy thử ngồi chơi với nhau một bữa vậy thôi. Nhưng mà anh nhậu rồi anh nhậu chỉ cuối tuần thôi hả? Cuối tuần này có. Anh nhậu mấy lon, anh mấy sai? Nếu như bia thì vui, nhưng mà dự tiệc thì cỡ 4-5 lon. Rồi sau khi nhậu về có hút thuốc không? Hút thuốc thì trước đây có hút, nhưng mà thời gian sau thì bỏ thôi. Rồi lúc mà anh xỉn xong thì anh làm cái gì? Lên không thì anh cũng đi cà phê luôn, chơi với bạn này vậy thôi. Xỉn à, nhậu xong rồi đi uống cà phê luôn hả? Không, ý là những ngày mà không làm rảnh rỗi thì chỉ có đi giao lưu với bạn bè, đi cà phê rồi ở nhà đi xem phim, hoặc là cũng vui vui thì cũng bạn bè rủ nhau đi uống nước rồi bạn bè. Em hỏi anh đó là khi anh nhậu xỉn đó, là anh đi ngủ hay là anh đi uống đi làm gì, hay là anh ngồi anh nói chuyện? Anh có một cái mà mọi người thường hay cười anh là anh, ví dụ anh câu rượu vào là anh ngồi đó anh ngủ đó. Nhậu xỉn chứ ngồi đâu ngủ đó hả? Nói chung là có bởi vậy cho nên anh không chuyên uống cái đó. Với cái rượu là vậy đó, nhiều lúc là uống vào nó cứ hai buồn ngủ anh. Nên thấy vậy chân cũng không mê về cái chuyện nhiều nhà làm có mê. Rồi các con của anh có ủng hộ anh đi bước nữa không? Các con thì nói chung là lúc nào cũng yêu cầu, nhưng mà anh thì cũng ngại. Vì nhiều lúc là cái tuổi này, nhiều lúc anh lên cái chương trình anh cũng ngại lắm. Nhưng mà thấy cũng anh ngang rồi lên thấy vậy thì anh cũng thấy vậy nó cũng ý nghĩa, anh cũng đi. Tuổi nào cũng cần phải có tình yêu mà. Rồi bây giờ những lúc rảnh rỗi ra thì anh thích làm công việc gì để giải trí cho mình?
nói chung thì anh thì trong cái nghề xây dựng thì rồi rồi thì có những cái công việc khác, nói chung nó cũng cũng liên quan đến công việc, rồi cùng nghiên cứu lại cái những cái công việc của mình làm chứ hoàn thiện những cái gì thì có thể là nhiều lúc mình còn đang nghiên cứu. Anh rồi ai giới thiệu anh xem video của em hay là tự anh xem? Cái này là cái chương trình của cô Vinh Quỳnh này là anh xem đã lâu lắm rồi nhưng mà chưa xem qua cái chương trình là cô làm bên kết nối này. À, hồi đó là cứ thấy mỗi lần cô về Việt Nam với gia đình nhà thò rồi đấy là hồi đó cũng thấy là hai cái cô chiều này thấy cũng về gia đình thấy cũng vui chơi, thì cô làm từ thiện đó thấy cũng hay. Rồi sau này thấy cái chương trình kết nối yêu thương này thì đó ông anh Hưng đó cũng anh giới thiệu cho anh đó, thì thì thấy qua cái kênh của bên Quỳnh này là anh có nhắc với anh Hưng cô này là thấy lâu rồi này có về Việt Nam mấy năm rồi chơi chơi đi đá họ vui lắm này đó. Rồi là anh bạn của anh giới thiệu anh đó, ha. Đúng rồi, anh giới thiệu anh. Dạ. Yeah. Rồi á anh coi vậy là anh có để ý cái mến mến con nào trên kênh của em không? Nói chung kênh của em là anh sang qua là anh trong suy nghĩ của anh là anh có thích là cô Trinh hay cô Trâm gì đó người ở Đài Loan. Cái clip và clip hình như anh có ghi nhưng mà anh bỏ ở trên bàn rồi, anh có thể lên lấy được không? Dạ. Để anh xin phép nhé. Để đến em lấy cái cô nha. Ngoài đức tính hiền và vui ra thì anh cảm thấy anh có ấy còn có điểm nào phù hợp không? Thì thấy cô cũng sơ qua cái lý lịch của cô thì cũng có người chồng mất thì cũng lớn tuổi, thì anh cảm nhận anh cũng lớn tuổi thì cũng phù hợp với cái tuổi của cô. Đấy. Rồi những cái tính cách của cô thấy là hiền thì anh cũng cảm thấy hợp. Và cái lối nói chuyện của cô anh cảm thấy nó trong cái hiện đó có một cái thật thà, anh mê. Yeah. Rồi bây giờ nếu mà một cô mà vừa ý anh á thì anh nghĩ là bao lâu anh sẽ đi tới hôn nhân được? Dạ, cái đó thì phụ thuộc theo bên bạn gái, còn riêng anh thì nói chung là cũng lúc nào cũng có thể là giải quyết được vấn đề đó. Anh đã sẵn sàng rồi đó phải không? Chỉ chờ đàn gái đồng ý thôi thôi. Anh rồi hiện tại anh đang ở nhà bạn anh. Thì hai người bạn cô đơn hết đó hả? Cũng nhau lên đi tìm một kết nối yêu thương đó hả? Anh nói gì em nghe không rõ. À, đây là nhà của anh. Ồ, nhà của anh. Rồi anh bạn nói cũng là bạn của anh cũng độc thân luôn, rồi hai người là tìm nhà thì hai người cùng đăng ký kết nối yêu thương. Đúng rồi, anh đang thì nói chung là tối là cứ hai hôm qua vui vui thì anh qua nhà ông anh chơi, mà tối nay thì hai anh em họ thì
qua đây cũng đỡ ôn thì nữ, từ thì qua qua bên nam đỡ ôn, hai nam mình ngồi để chơi đấy. Hai nam vừa đi ăn khuya xong mới về luôn. Là hai nhà gần nhau, nhà cũng gần nhau. Rồi anh ở một mình như thế này rồi về nấu ăn, ăn uống như thế nào, anh tự nấu hay là anh thường ăn cơm tiệm vì đi làm công ty ở đâu thì bảo người đó để ăn. Còn tối lại thì cũng dễ mà, đi về thì đặt cơm ở tiệm thì mình về thì mình hay thì nó ship nó đưa về mình ăn. Không thì về cũng tự túc nấu được mà, không có sao. Nhưng mà con mình nấu mắc không cực đúng không? Em cũng thí dụ con mình em cũng ăn cơm tiệm cho nó rồi. Trong tình yêu, trong hôn nhân vợ chồng á, anh phải là người ông đàn ông lãng mạn, biết yêu chiều vợ con không? Nói chung là anh không có trách nhiệm làm chồng và buồn phận làm cha, là anh cái đó là anh rất quý trọng cái hạnh phúc gia đình. Nói chung anh làm mà cũng là được, anh cũng thích, nói chung là cũng thích vui, cũng thích vui vẻ trong cái không khí gia đình, anh cũng muốn tạo vui. Bà xã anh lý do gì sao mất anh? Dạ bình có. Mất cũng còn khá trẻ không? Gia đình của anh nó được mấy anh chị em? Dạ năm chị em. Gia đình của anh có ai ở nước ngoài không? Dạ không, không có ai ở nước ngoài. Dạ. À, thí dụ như anh để ý câu 1421 đó, nếu cô ấy mà đồng ý hai người cách lại, còn nếu như mà cô ấy cảm thấy thí dụ như một người khác nữa muốn làm quen với anh á, thì anh có muốn làm quen với người khác hay không, hay là anh chỉ muốn làm quen với cô ấy thôi? Nói chung thì bây giờ là nếu như mà đặt về cái suy nghĩ của anh thì anh chỉ nếu như ai chọn thì anh chưa chọn, tại vì nếu đang còn chờ đợi cái gì trong mình muốn. Còn nếu như mà cô đó không chọn anh thì tất nhiên vì hôm nay anh lên chương trình này để anh đi tìm kiếm cái hạnh phúc và cái mảnh gian cho anh, thì cô ấy không cho anh một cơ hội thì rõ ràng anh sẽ dành cơ hội để cho những người nào cảm thấy thích hợp với anh. Rồi chiều cao của anh là bao nhiêu? Chiều cao của anh 1m65. Cân nặng thì anh 60kg. Anh có sở thích đi du lịch, hát karaoke gì không? Nói chung cũng ham vui, cũng thích, nhưng mình chưa có điều kiện để đi. Rồi anh có hát karaoke không? Dạ có. Nói chung là vui vui, nghèo ngao về cho vui thì người ta chơi là có. Anh nãy anh nói là anh có tìm hiểu một người nhưng mà cảm thấy không phù hợp, thì điểm nào giữa anh với người đó cảm thấy không phù hợp với nhau? Dạ. Hồi nãy anh nói sau khi bà xã anh mất phải không, anh có tìm hiểu một người phải không? Dạ. Rồi lý do gì sao anh và người đó lại không có tiến tới được? Nói chung là cũng qua cái thời gian tìm hiểu thì cũng lâu, nhưng mà rồi cũng không chung với một cái ý nghĩa với cái hạnh phúc, thì nó cũng không như mong muốn. Không như ý nghĩ ban đầu hả? Không như ý nghĩ ban đầu. Yêu lâu dài nó hết đẹp phải không? Hôm nay thì em cũng còn muốn cảm, nói cũng không còn, cũng hơi mệt. Hồi tối hôm qua là đúng là cô hẹn anh là để ghi tối hôm qua đó. Dạ. Em có những tin là cô Quỳnh là anh đang chờ cô để quay video, rồi sau đó là cô có nhắn tin lại là tối mai 11 giờ. Tại vì em mệt quá, em là
hôm qua em phỏng vấn được một người và em mệt quá nên em không có phỏng vấn nữa. Để em nói về nên nào tối là em không có gì cô bệnh cho nên cô có hàng là tối nay thì anh nói ừ vậy cũng một lúc là thầy hai anh em mình ngồi với nhau để lên chương trình luôn. Dạ, hôm nay thì em phải uống thuốc chút thuốc để mà lên nói chuyện cho nó thoải mái hơn. Hôm qua em không uống thuốc đó, em ngồi hồi em mệt. Anh rồi mấy công vườn của anh đó là anh cho người ta thuê đó là thuê tính tháng hay là sao? Dạ. Là đất trồng sầu riêng trồng điều, đất trồng cà phê trồng điều của anh đó là anh cho người ta thuê tính năm hay tính tháng? Dạ tính năm. Ví dụ là người ta trồng trong 3 năm. Rồi sau 3 năm đó là nếu mà mình muốn lấy lại để mình làm thì mình lấy lại, nếu mình muốn cho thuê tiếp nữa thì làm thêm hợp đồng tiếp. Sau 3 năm thì hoặc 5 năm ví dụ vậy. 3 năm là cây nó mới cho trái à? Sao hợp đồng ngắn vậy? Thì tất cả các cây trồng thì em đã trồng sẵn và đã phun sẵn. Nói chung là nó đã đi vào chính thức. Giờ chỉ còn thu hoạch thôi hả? Chỉ có người ta chỉ có chăm bón, làm cỏ, đầu tư phân với thu hoạch thôi. Vậy cũng đỡ, em tưởng đâu cho người ta thuê lúc mà chưa có gì ta trồng ra nữa, cây là 3 năm nó mới có trái rồi 3 năm. Nhưng mà như vậy thì mỗi năm mình sẽ thu được bao nhiêu? Thì cái mức thu của anh nếu như anh làm thì ví dụ như cao su thì anh một năm về là anh bình quân anh cũng thu được mười mấy tấn ví dụ vậy. Rồi cà phê thì anh thu một mùa cũng được là tấn mấy. Rồi điều anh cũng thu được mấy tạ. Rồi đó nói chung là mỗi thứ mỗi ít vậy đó. Nhưng bây giờ anh cho thuê thì bao gồm thôi, mình không có tính từng loại, mình tính bằng là cây trồng là chủ yếu là cho cái nguồn thu tính cho họ là bằng cà phê thôi. Còn những cái mà mình sân canh như điều thì mình cho họ có quyền lợi họ được thu. Nhưng mà vậy rồi họ trả anh mỗi năm bao nhiêu? Một năm mà như ở trong đây thì một năm người ta trả cho anh 1 4 tạ. Hả? 4 tạ cà phê. 4 tạ. Còn là còn cầu su thì anh bán từng năm một, thì ví dụ là một năm là anh bán cho người ta 18 triệu trên một năm cà ví dụ vậy. Còn ở ngoài vườn thì anh cũng cho người ta một mùa thì anh cũng là 4 tạ. Nói chung là mỗi nơi mỗi ít vậy thì cũng cho người ta cũng làm. Bây giờ nói chung là cũng cái tuổi này hết nỗi lao động bản công rồi đấy. làm công trình rồi mình đi làm vậy thì cũng nó cũng vui cũng nói chung nó cũng nhàn lắm lao động, cho nên mình chọn những cái việc gì cảm thấy nó nhàn mình làm. Rồi những cái biết là làm bên kia thì cái nguồn thu nó mềm, nhưng mà cái khả năng mình không có thì mình cho người ta làm thì nó cũng được cả đôi bên. Một mình làm thì nó mệt phải không? Cho người ta thuê người ta làm nhiều người thì khỏe hơn. Nếu như mình làm thì rõ ràng phải mướn không. Trong lúc làm thì phải có mình, ví dụ là tưới bấm này, cào bùn vét thố, làm cỏ bón phân, rồi đến khi thu, đến khi sai sát, khi phơi. Nói chung là phải có mặt mình để mình mang tính chất để mình quản lý. Nhưng mà bây giờ sao? Giao cho người ta làm tròn để khi người ta thu xong thì là từ đông cho mình về bên cái phần mà thành phẩm luôn. Vẽ hả? Nhưng mà như vậy là mình cho người ta thuê bao nhiêu mẫu anh? Dạ, 3 mẫu. 3 mẫu à? Wow, rất dạ. Rộng ha. 3 mẫu là ở đây, còn ở vườn thêm gần 1 mẫu nữa. Nhưng mà ở trên đó em thấy mỗi lần tưới nước đồ á cũng rất là cực hả? Dạ cực lắm, mỗi lần tưới như là phải mất
nếu như mà diện tích nhưng mà người ta trong hai tạ của cà phê mình với cái diện tích đó là người ta mỗi lần tưới là phải mất một tuần ngày nào cũng tức túc tự tưới được. Anh rồi bây giờ thí dụ anh muốn tìm một cô bạn cho mình đó, anh muốn cô đó chiều cao khoảng bao nhiêu? Chung anh cái chiều cao cân nặng thì anh không cũng không không quan trọng, anh chỉ có quan trọng cái đức tính. Còn Anh thích cô đó trong cái ngoài mốt phía đó. ngoài thì ngoài có thể là nhìn cảm thấy mình nhìn như thế là mình thương là được rồi. Còn có mập cũng không sao, có gầy cũng chẳng sao cả. Và anh thích cô Còn đó em khoảng nói chung lớn hơn anh có 2-3 tuổi anh cũng quan trọng, bây giờ anh chỉ coi là quan trọng làm sao mà giữa hai cái tâm hồn sống để hiểu nhau và sống cho nhau làm sao tạo được cái niềm hạnh phúc trong thời gian còn lại là vui rồi. Anh thích cô ấy trầm tính, ít nói hay là lanh lẹo hoạt bát? Nói chung nói nhiều thì nó cũng không không nên, mà ít nói thì thấy nó cũng buồn tẻ, thì nhưng mà nếu như mà biết nói biết béo cười cười vui vui thì tôi cho nói cả ngày cũng được không sao không ảnh hưởng tới thế nào sao. Cho nó cả ngày nhưng mà nói chuyện vui thôi ha, đừng nói chuyện buồn Đúng ha. rồi. Ok anh, em rất là vui nói chuyện với anh hôm nay nha. Em hy vọng là sau video này sẽ tìm cho anh một nửa yêu thương ha. Anh có lời nào chào khán giả không? Sau kết thúc cái cuộc ghi với cô Nguyên Bình thì cái cũng xin cảm ơn cô rất nhiều, cũng gửi lời chúc sức khỏe đến cô và gia đình, và cũng mong trong cuộc sống của cô và gia đình được sức khỏe, gặp nhiều may mắn, và chúc mọi người trên cộng đồng mạng có một sức khỏe và cuộc sống được bình an. Bye em, rất like anh ha. Anh gọi họ anh Dạ. gửi số điện thoại qua cho em ha. Rồi bây giờ cho Dạ. cái video đi ha. Để máy này em đến. Dạ, dạ để đó luôn ha. Dạ, em ba ba nhé. Dạ, ba. Dạ.